trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6, đoàn xã Lê Hóa, Hội Liên hiệp Thanh niên xã đã tổ chức thành công giải bóng đá nhi đồng U11 năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Lê Hóa lần thứ 5, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cả cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Giải bóng đá nhi đồng U11 xã Lê Hóa năm 2024 thu hút sự tham gia của 5 đội bóng đến từ 5 thôn trên địa bàn. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì vào thi đấu trận chung kết, 2 đội xếp thứ 3 và thứ 4 thi đấu trận tranh hạng 3. Với tinh thần thể thao, giao lưu học hỏi, các đội bóng đã cống hiến những pha bóng hay, những trận đấu kịch tính, sôi nổi trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em thiếu niên, nhi đồng trong toàn xã, giúp các em có kỳ nghỉ hè lý thú, vui vẻ, qua đó tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, thông qua giải nhằm phát hiện các em học sinh có năng khiếu bóng đá, đào tạo, bồi dưỡng nguồn vận động viên thể thao phong trào cho xã nhà. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng U11 thôn Tiền Phong, giải nhì đội U11 thôn Đồng Lê, giải ba đội U11 thôn Quảng Hóa, trao giải phong cách cho đội U11 thôn Thượng Phong và U11 thôn Yên Xuân. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao các giải phụ cho thủ môn xuất sắc nhất và tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Song song với giải đấu, ban tổ chức đã thực hiện hoạt động bàn nước mía gây quỹ nhằm tạo kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được thêm năm học mới.